thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Phật, hôm nay mình học tới cái số 12 là Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên rồi, phải không ạ? Rồi hôm nay là còn một phần này nữa là mình xong cái chương tịnh chương nghiệp chướng ha. Dạ, con mời quý vị lật kinh ra. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: tịnh nghiệp ông nên biết, tất cả các chúng sanh luân hồi từ vô thủy đều do chấp ngã vậy. Thì cái bốn câu này thì Đức Phật muốn nhắc lại là chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay do chấp vào cái ngã ái nên mới vọng thấy có sanh tử luân hồi. Đức Phật tóm lại: nếu không trừ bốn tướng chẳng chứng quả Bồ đề, nếu tâm còn thương ghét hoặc tật đố si mê, ấy là kẻ mê muội không được nhập viên giác. Thì ở đây Đức Phật muốn nói là vì chưa dẹp sạch được cái tướng ngã. Nói đúng ra là nói là ngã, nhưng mà trong đó là ngã là có bốn cái cấp bậc mà của cái người tu trên bước đường tu tập mà tiến lên á, tu chứng tới. Cái ngã là dụ cho cái chứng, nhân là cái ngộ, chúng sanh là dụ là cái liễu, chỉ cho cái liễu, còn thọ mạng là chỉ cho cái giác. Thì cái ngã bình thường của mình á, là Đức Phật đã nói rồi, giờ không đề cập tới đây nữa mà đề cập cái ngã vi tế ở những cái bậc tu chứng. Thì nếu mà còn chấp vào những cái đó đó thì chúng ta là cái người tu vẫn là còn ngã. Thì dù cái ngã chỉ là vi tế thì chỉ là vi tế, nhưng mà còn có ngã thì cũng không thể nào thành đạo được. Nếu mà người tu không biết được cái nguyên lý ấy là cái người còn mê muội, do đó mà không có biết cái gốc của phiền não nó ở chỗ nào á. Vì vậy dù có cần khổ tu hành á, khổ hạnh hay lễ bái sám hối, lễ bái sớm tối không mệt mỏi, nhưng mà không thể nào mà trở về được cái bản giác thanh tịnh viên giác được hết cả, vì không biết cái cội gốc của cái ngã chính là cái gốc mà không chứng đạo. Nếu mà người không biết như vậy mà vẫn cứ khư khư ôm cái ngã, nhưng mà dù có tu khổ hạnh, dù có lễ bái hay dù có ngồi thiền, nhưng mà không biết được trừ cái gốc ngã thì vẫn có khổ hạnh đến mức độ như thế nào, có tinh tấn như thế nào cũng không về, cũng không tu, cũng không thành tựu được. Người muốn được giác ngộ trước phải trừ tham sân, tâm hết chấp ngã pháp mới được nhập viên giác. Thân này còn chẳng có thương ghét do đâu sanh. Thì ở đây muốn Đức Phật muốn nói là muốn thấy được cái ánh sáng giác ngộ thì phải hết tham sân phiền não. Tham sân phiền não có ra gì là vì sao? Vì có cái ngã. Nói Đức Phật nói ra như vậy, nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó nó cũng từ cái có cái ngã, còn chấp cái ngã cho nên nó mới sanh ra, phải không? Thì cái mấu chốt cũng là từ cái ngã mà thôi. Rồi thấy rõ như vậy á, thì phải đoạn trừ. Nếu mà người mà không thấy rõ thì không thương. Thấy cái ngã là không rồi á, chúng ta thấy rõ cái thân này chỉ là cái duyên hợp giả có, chỉ là huyễn hóa không thật, thì từ trong cái thân này đã không có, thì cái yêu ghét mừng giận thương lo từ cái thân, cái tâm này mà sanh ra thì nó do đâu mà có? Thì nó cũng giả dối luôn. Cái thân này, cái tâm này giả dối, nó là vô ngã, nó giả dối. Và mình thấy được thân tâm này là vô ngã, là giả dối, thì những cái phát sanh từ cái giả dối này thì đương nhiên nó cũng giả dối luôn, phải không? Thương ghét mừng giận thương lo cũng là giả dối luôn. Chỉ có cái là mình thấy rõ thật tướng của cái ngã huyễn giả thì những cái kia phát sanh theo nó mà phát sanh thì cũng
là mình cũng không theo, mình cũng không theo những cái phát sanh như đã dạy. Hành giả phải cầu thầy mới khỏi đọa tà kiến, cầu thầy mà phân biệt thời không nhập viên giác. Thì ở đây trên đường tu tập, độc hành độc bộ thì không có thể nào đi tới được. Cho nên thầy bạn là đối tượng tốt đối với chúng, cho người tu tập nó rất là quan trọng và rất là cần thiết. Nhưng mà nếu mà khi mà cầu vị thầy hay cầu thiện trí thức mà còn sanh tâm phân biệt yêu ghét thì không thể nào thành tựu được bồ đề được. Thì tóm lại ở đây Đức Phật chỉ ra các cái loại bệnh của người tu hành: chấp ngã, ái ngã, ái pháp, ái sư, phải không? Và đưa ra những cái phương pháp để loại bỏ những cái căn bệnh đó. Thì trong cái chương này á, thì chúng ta phải chữa là những bệnh đó thì mới mong vào được cái biển viên giác thanh tịnh sẵn có ở nơi mình. Đó là hết cái chương tịnh chương nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta qua cái chương thứ 10 là chương phổ giác. Hết một chương rồi thì chương phổ giác ha. Ngài Phổ Giác Bồ Tát hỏi Phật: khi ấy Ngài Phổ Giác Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, kính cẩn lại Phật và quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sanh nói các bệnh, tức là bốn tướng đó, của người tu thiền, khiến cho đại chúng gột sạch các mê lầm nơi tâm và được an ổn. Đây là một việc lợi ích lớn chưa từng có. Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau cách Phật lần xa, các vị thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thạnh hành, vậy trên đường tu hành phải cầu bậc nào để dạy bảo, phải y phương pháp nào tu hành, phải làm theo hạnh nào, phải trừ những bệnh gì, phải phát tâm như thế nào, xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sanh còn mê muội khỏi bị đọa tà kiến. Ngài Phổ Giác Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, cúi đầu lại Phật rồi trở về chỗ ngồi. Thì ở đây chương này là chương phổ giác, thì các vị thấy nếu mà đã tịnh chương nghiệp chướng rồi á, đã qua cái tịnh chương nghiệp chướng rồi thì chắc chắn cái giác nó sẽ hiện à, phải không? Nghiệp chướng mình đã tịnh rồi á, thì hết nghiệp nó trong sạch rồi thì đương nhiên là phải tới cái giai đoạn là cái giác nó sẽ xuất hiện. Mà xuất hiện mà thấy được cái giác nó ở khắp. Thì Ngài Phổ Giác khi nghe Đức Phật qua cái đoạn đó, thì đoạn vừa rồi thì cái ý nói là Ngài Phổ Giác khi nghe Đức Phật giảng về các cái bệnh chấp ngã, trải qua các cái quả vị tu chứng từ thô cho đến tế, tiêu biểu qua bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, đó là những cái điều quá mới mẻ. Thấy không, từ trước giờ mình học bốn tướng nó thật sự ra là ở bên Kinh Kim Cang thì theo cái ý là khác, phải không? Còn ở đây là chỉ cho những cái cấp bậc tu chứng của người tu, cho nên cái điều này nó quá mới mẻ đi. Các vị thấy không? Nó, trong cái kinh này mới đề cập tới việc này thôi. Nó mới mẻ và nó rất là hay, cho nên từ trước đến giờ Ngài chưa được nghe, cho nên Ngài mới tán thán Đức Phật là đã khéo lý luận và thông suốt chặt chẽ, khiến cho người nghe được cái tâm ý được là rỗng rang thông suốt. Cho nên Ngài nếu mà đã thông suốt mà cái tâm nó thanh thản, nó rỗng rang rồi thì đương nhiên sẽ được cái sự an ổn. Đây là một cái lợi ích rất là lớn chưa từng có cho đại chúng. Cho nên Ngài Phổ Giác đứng lên để tán thán Đức Phật. Và sau khi đã tán thán Đức Phật xong rồi thì Ngài mới bắt đầu thưa hỏi. Thì Ngài thưa hỏi như thế nào? Trước khi đi vô mấy năm cái câu hỏi của Ngài Phổ Giác thì chúng tôi cũng xin thưa về cái tên Phổ Giác của là cái ý nghĩa như thế nào. Chữ phổ là cùng khắp, còn chữ giác thì các vị biết rồi là giác ngộ. Thì giác cái người tới đây là Ngài Phổ Giác là có được cái sự giác ngộ mà thấy được cùng khắp, thấy rất là rõ ràng mọi sự, mọi vật,
và Ngài đã tới được cái chỗ phổ giác rồi. Có nghĩa là Ngài đã trải qua được cái con đường tu tập từ phàm phu cho đến là giác ngộ rồi, nên thấy biết rõ ràng những nhu cầu cần thiết của người tu tập. Vì Ngài đã đi tới, Ngài được cái danh vị là, cái danh hiệu là phổ giác, tức là Ngài đã đạt tới cái chỗ giác rồi, giác ngộ mà thấy khắp rồi, cho nên Ngài đã đi qua con đường đó tu tập rồi, cho nên Ngài mới biết rõ ràng cái nhu cầu của những người tu tập cần cái gì, phải không? Thì những câu hỏi của Ngài đặt ra để xin Đức Phật giải bày đều là giúp ích cho cái người tu tập trên con đường tu tập, vì Ngài đã là người từng trải đi qua rồi, phải không? Cho nên về như vậy thì rõ ràng cho nhu cầu cần thiết đặt ra những câu hỏi này để Đức Phật trả lời, để giúp cho những người tu tập về sau dễ mà tùy thuận. Biết rõ ràng như vậy thì các vị tu tập đời sau biết rõ những cái con đường đi qua sẽ như thế nào, sẽ nào đó, thì những người đó họ dễ trở lại tùy thuận cái tánh viên giác của họ. Cho nên nhất là cái việc nhất là giúp phân biệt được trong cái đoạn này ai là chân sư, ai là tà sư, để chọn làm cái việc là vị thiện trí thức để hướng dẫn, để tu tập. Cho nên Ngài Phổ Giác có cái lòng thương xót đối với những người về sau này nương theo kinh viên giác để tu tập, để trở về thể tánh chân như của mình đó. Thì cho nên Ngài mới đứng lên vì chúng mình, vì chúng sanh đời sau mà đứng lên để thưa thỉnh. Đó là cái lòng từ bi và khiến cho mình người sau không lạc vào những lối quỷ đường ma. Cho nên Ngài mới đứng lên thưa hỏi, và Ngài đã thấy về cái giác của Ngài đó, thấy khắp cho rồi, cho nên cái tà Ngài cũng thấy, cái đúng Ngài cũng thấy, cái sai Ngài thấy, Ngài thấy hết rồi, cho nên Ngài mới đứng lên để thưa hỏi, để giúp cho chúng sanh đời sau đừng có tu tập, đừng có lầm lạc. Rồi bắt đầu Ngài thưa với Đức Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời mạt pháp cách Phật dần dần càng xa, thánh hiền ẩn khuất, tà pháp lại thịnh hành. Thì câu này rõ ràng nghiệm lại cái thời hiện tại của chúng ta thì rõ ràng nó quá đúng, phải không ạ? Cái nhận xét của Ngài Phổ Giác nó quá đúng, quá xác đáng, phải không? Cho nên trong cái Quy Sơn Cảnh Sách á, thì Tổ Quy Sơn đã than rằng tuổi là tuổi nhục đó, tuổi phận đó, tuổi vì sanh vào cuối đời tượng pháp, cách thánh hiền đã xa, Phật pháp lưa thưa, người tu đa số biến nhát. Thời của Ngài Quy Sơn là Ngài là được coi như là có cái danh, có cái là một vị mà tu đã chứng rồi đó, mà Ngài còn viết là Ngài đã, tuổi phận của Ngài là sanh ra cuối thời tượng pháp đó, Ngài cuối thời tượng pháp đó, mà Ngài còn tuổi thân tuổi phận nữa, mà Ngài là Tổ Quy Sơn là cũng là theo cái trong thiền tông mà cái sử của Ngài thì Ngài Quy Sơn cũng đã thấy tánh rồi đó, mà Ngài còn tuổi phận nữa, chứ còn mình là mạt pháp không được cái gì hết, thì mình tuổi phải không ạ? Phải không là Phật pháp lưa thưa, mà Ngài nói là Phật pháp lưa thưa, cách thánh hiền đã xa, Phật pháp lưa thưa, người tu đa số biến nhát, thì còn mình thì còn gì nữa đâu, phải không? Sữa mà loãng trong loãng, phải không? Thế đó, thời Tổ Quy Sơn đó mà như vậy cho chúa mình gì mình nữa. Thì cho nên ở thời bây giờ mà tìm được một vị thiền tri thức để mà mình có thể học hỏi, mình có thể nương vị đó để tu tập theo đúng với chánh pháp thì cũng rất là khó. Thì, nhưng mà người thiền tri thức, người chánh kiến thì hiếm hoi, ngược lại còn những người tà kiến lại đầy dẫy, tà pháp thì không những truyền bá ở những chỗ hẻo lánh. Ngài nói đó, không những truyền bá ở những chỗ hẻo lánh, thì chỗ hẻo lánh là những nơi mà ánh sáng văn minh chưa rọi đến, phải không? Mà còn là bành trướng ở thành thị. Tại sao những tà pháp hay là tà kiến, những người tà kiến nơi hẻo lánh, thường hẻo lánh, văn minh chưa tới, thì cái
dân trí, đấy là phần nhiều nha, đây là nói là bình thường phần nhiều á, thì cái dân trí của họ nó thấp hơn ở những nơi thành thị á, thì những cái tà kiến tà pháp có thể là lừa họ được hay là có thể bành trướng được ở những nơi đó. Nhưng mà chẳng những ở những nơi đó mà những nơi thành thị phồn hoa hay là những tập trung những cái vị trí thức không à, nhưng mà tà pháp ở những cái chỗ mà văn minh đô mà những người trí thức tập trung nhiều cũng là tà pháp như hiện tại, thì với lại là những người tà kiến thì rất là thịnh hành, phải không? Giờ hiện tại đó, cho nên chúng ta phải tu trong thời này thì phải là nương vào, đi sát với giáo lý của Đức Phật, phải chịu khó học hiểu và trao dồi cái chánh kiến để quan sát cái đời sống, để cho mình có một cái lối đi, để khỏi rơi vào những cái ngã rẽ mà mình không có thể nào mình lường trước được. Cho nên thời bây giờ thì là kinh sách là cái giống như là cái kim chỉ nam, mình phải đi sát theo những cái kinh sách mình học. Cho nên như vậy, vì thấy cái viễn cảnh như hồi nãy mà Ngài nói đó, thì vì thấy cái viễn cảnh như thế cho nên Bồ Tát Phổ Giác mới là đưa ra 5 câu hỏi để cho Phật, để xin Phật chỉ dạy, để cho làm cho lợi ích đời sau. Câu hỏi thứ nhất của Ngài là chúng sanh phải cầu học những vị thầy như thế nào, những vị thầy như thế nào ha, để mà nương vị thầy đó để trở về với cái thể tánh viên giác của mình. Câu thứ hai là chúng sanh phải nương vào những pháp nào để tu tập để trở về cái thể tánh viên giác của mình. Rồi câu thứ ba là chúng sanh phải thực hành những hạnh gì, hành hà đẳng hạnh, tức là phải hạnh gì, thực hành hạnh gì để khiến cho cái người đó dễ trở về với tánh viên giác của mình. Câu thứ tư là chúng sanh khi tu theo chánh pháp phải trừ những cái bệnh gì. Khi mà tu thì nó sẽ phát sinh, tại vì mình là phàm phu mà đi trên con đường tu tập, không phải cứ tiến mà không có xảy ra những cái vấn đề. Mà những vấn đề xảy ra trong đường tu tập hay là trong nội tâm của mình tự khởi lên đó, thì những mà nó không đúng, nó khiến cho cái việc trở về thể tánh viên giác của mình đó, nó lui sụp hoặc là nó khó trở về, thì tất cả những chuyện xảy ra trong khi mình tu tập khiến ngăn cản cho mình trở về thể tánh viên giác, thì tất cả những cái xảy ra đó đều là bệnh cả. Cho nên Ngài mới hỏi là khi tu hành á, thì cần trừ những bệnh gì, là chúng sanh làm sao phát tâm như thế nào mới đúng. Có nghĩa là cái khi tu tập đó là phát tâm làm sao mà phát tâm, và phát tâm như thế nào mới đúng với chánh pháp, mới đúng với cái trên con đường tu tập để trở về với cái thể tánh viên giác. Thì đó là 5 câu hỏi mà Ngài Phổ Giác đặt ra để cho mong cho Đức Phật chỉ dạy và trả lời 5 cái câu hỏi như vậy, để cho giúp ích cho cái người tu hành về đời sau để khỏi có bị lạc vào tà kiến, để mà dần dần thể nhập được cái tánh viên giác. Đó là 5 câu hỏi của Ngài Phổ Giác đặt ra ha. Bây giờ phần thứ hai là Phật khen Ngài Phổ Giác Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Giác Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, hay lắm và quý lắm, ông vì chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai đường lối tu hành như thế, đó là ông bố thí cho chúng sanh đời sau con mắt đạo không sợ. Con mắt đạo không sợ dịch từ 4 chữ là đạo nhãn vô úy, khiến cho chúng sanh đặng thành thánh đạo. Vậy các ông nên chăm chú nghe ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi ấy Ngài Phổ Giác Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ và lặng lặng vâng nghe lời Phật chỉ giáo. Thì ở đây cái đoạn này Đức Phật hứa khả và khen Ngài Bồ Tát Phổ Giác là vì chúng sanh đời mạt pháp mà thưa hỏi những vấn đề như thế thì rất là đúng và rất là giúp ích cho những người đời sau tu tập. Nhờ những câu hỏi
của Ngài đặt ra, và Đức Phật sẽ chỉ dạy theo những câu hỏi của Ngài. Nhờ đó mà chúng sanh được cái đạo nhãn vô úy. Cái đạo nhãn vô úy là con mắt thấy cái đường đi. Đạo là cái con đường đi thôi. Đạo là thấy được cái đường đi. Vô úy, thấy được con đường đi rõ ràng, minh bạch mà nó đúng, cho nên không sợ. Khi đã thấy được cái con đường đi của mình nó rõ ràng và nó đúng theo lời của Phật dạy rồi á, thì cái người mà tu tập không còn sợ hãi nữa. Nếu mình không có được cái đạo nhãn á, hay là thấy rõ con đường tiến lên của mình để trở về thể tánh viên giác, thì sợ không biết mình dạy có đúng không, mình tu dạy có đúng không, tự nhiên trong lòng lo lắng, phải không? Không biết mình đi như vậy có đúng không, mình tu như vậy có đúng không. Còn bây giờ tất cả Đức Phật, năm câu hỏi này khiến Đức Phật dạy bảo rõ ràng, khiến cho cái người học họ thấy rõ con đường mình đi. Đã thấy rõ mình đường mình đi rồi thì đâu có sợ gì nữa, cứ thế mà tiến lên, cho nên họ mạnh dạn bước tới, bước tới, bước tới. Chứ còn nếu không thấy rõ, tự nhiên đi một bước, biết mình có đúng không, có sợ sợ quá, đứng lại hoặc là trở lui, không biết mình đi đường đúng hay đường sai, phải không? Cho nên cái đạo nhãn vô úy ở đây nó rất là quan trọng, khiến cho nên mới nói là năm câu hỏi của Ngài khiến cho chúng sanh có được cái đạo nhãn vô úy là như vậy. Đừng nói là trên cái đường, trên cái quá trình tu tập từ phàm để trở về Phật nó rất là khó khăn, và rất là, nó về tâm linh thì nó không có phải là rõ ràng mà mình chưa từng trải, phải không? Cho nên cái chuyện mà sợ hãi là không thể nào tránh khỏi, nó vô hình vô tướng từ cái tâm của mình đó. Là sợ, đừng có nói là cái chuyện tu tập mà tới cái chuyện mà đường đi ở bên ngoài bình thường đấy nè. Nếu phải không, mình lái chiếc xe mà mình có cái bản đồ, không có cái bản đồ chỉ đường, mình nhớ quên quên, không biết đi cái này từ Westminster tới Trangano phải đi qua đường này đường nọ không, tự nhiên mình cái tay lái của mình nó cũng loạn choạng, nó cũng là nghi nghi ngờ ngờ, rẽ tùm lum tà la, phải không ạ? Đừng có nói là cái trên đường tu tập mà đường đi bình thường ở bên ngoài, nếu không rõ bản đồ, một nó khiến mình không rõ thành thử gì, không có bản đồ nó khiến mình á, loạn choạng sợ hãi, dễ gây ra tai nạn, phải không? Huống gì là trên con đường tu tập, cái con đường ở ngoài nó rõ ràng, nó dễ thấy, còn cái con đường tu tập của mình á, nó thuộc về tâm linh, và chưa ai tới đó rồi. Có người đã, hiện tại hoàn cảnh của mình đã tới nơi rồi mà trở lại gần một bên mình mà chỉ hết, không có nữa. Thời gian của mình là không có, thời buổi của mình là không có cái người đó chứng đạo rồi ở bên chỉ cho mình. Mình tự mò học kinh sách rồi tự đi thì rất là đáng sợ, quá không, sợ đủ thứ. Cho nên ở đây nói là khiến cho những câu hỏi của Ngài khiến cho chúng sanh đời sau có được cái đạo nhãn vô úy, thì làm cho người tu được yên lòng. Cho nên nó rất là quý và rất là quan trọng. Ở đây ý Phật muốn nói là khiến cho những người sau có được cái chánh kiến thì sẽ không sợ rơi vào tà đạo nữa, không sợ đi vào sai lầm nữa. Từ đó cứ tiến tu và tiến tu như thế cho đến một ngày cái quả vị, cái thành quả mình sẽ được gặt hái. Đây không nói là thành quả tới Phật, nhưng mà cái thành quả từng mức độ, nếu đi đúng đường mình sẽ gặt hái từ từ cho đến cái thành quả cuối cùng là được thành Phật. Cho nên Đức Phật mới dùng cái từ là đạo nhãn vô úy ở đây, phải không? Cái thứ ba ha, mình qua số thứ ba. Phật dạy Ngài Phổ Giác Bồ Tát: Này thiện nam, chúng sanh đời sau muốn phát tâm tu Đại Thừa thì phải cầu thiện tri thức, tức là những người hiểu biết chân chánh, là người có chánh tri kiến. Những vị ấy tâm chẳng trụ nơi tướng phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của thanh văn. Duyên giác tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh. Có khi các vị ấy thì hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi, là đồng sự nhiếp đó, mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh, phạm hạnh,
không để cho chúng sanh làm việc tội lỗi, hành giả phải cầu những người như vậy dạy bảo tu hành để thành tựu quả Phật. Thì ở đây chúng ta đi vào từng đoạn nhỏ, thì ở đây cái đoạn là: này thiện nam tử, chúng sanh đời sau, người sắp phát đại tâm cầu thiện tri thức để tu hành thì phải cầu tất cả người có chánh tri kiến. Thì đại tâm ở đây có cái từ là chúng sanh đời sau, người phát đại tâm. Thì đại tâm ở đây là chỉ cho cái tâm gì mà gọi là đại tâm? Là người phát cái tâm lớn, là tâm cầu vô thượng bồ đề, tức là cái tâm cầu được cái giác. Chữ vô thượng là không có trên, chữ bồ đề là giác, cầu được cái tâm giác ngộ, cái trở về cái giác mà cái giác đó không còn cái nào trên nữa. Thì ở đây là chính là trở thành Phật, trở về thể cái tánh viên giác của mình. Cái người mà đã có cái tâm như vậy, cầu được cái giác ngộ mà trở về tánh viên giác, thì cái hạnh tu của họ phải lớn, phải không? Muốn được cái quả vị cao nhất là giác ngộ vô thượng bồ đề thì cái hạnh tu của họ cũng phải là đại. Phát cái đại tâm như vậy thì cái hạnh của họ cũng phải là hạnh đại, mới được cái quả vị đại như vậy. Thì Bồ Tát thì hạnh đại, cái hạnh lớn của Bồ là hạnh gì? Là cái hạnh của Bồ Tát, là hạnh cầu đắc quả lớn và đắc cái Phật quả. Thì chúng sanh đời sau muốn tu hành để thành tựu cái tâm, cái hạnh, cái quả lớn đó, thì phải trước tiên, cái người trước tiên phải cầu cái người diệu giác là cái người phải có chánh tri kiến. Muốn có đi được, đạt được cái tâm đại, cái hạnh đại và cái quả đại, thì phải cầu cái vị mà thiện tri thức để cho dẫn dắt cho mình. Thì cái người đó phải có chánh tri kiến. Thiện tri thức không phải, thiện tri thức thì nó có nhiều hạng ha, chứ không phải là thiện tri thức nào cũng là chánh tri kiến hết. Thì cái người đó thiện tri thức phải có chánh tri kiến. Tại vì thiện tri thức là cái điều kiện ảnh hưởng rất lớn đối với cái kết quả tu hành quả bồ đề. Vì cho nên đó là cần có cái vị mà có chánh tri kiến đi một bên, để mà khiến cho mình không có rơi vào những cái tà ngụy như mê tín dị đoan, hay là rơi vào những cái đường quỷ thần đó. Vậy thì người chánh tri kiến là người như thế nào? Đức Phật nói chánh tri kiến, thì cái người như thế nào được gọi là cái người có chánh tri kiến? Thì tiếp theo Đức Phật sẽ dạy chỉ cho mình cái tướng trạng của cái người có chánh tri kiến là người như thế nào. Thì cái người ấy, cái người được gọi là người có chánh tri kiến á, thì cái người ấy phải là tâm không trụ tướng, không rơi vào cảnh giới thanh văn duyên giác, là tâm bất trụ tướng này, bất trước thanh văn duyên giác cảnh giới đó. Nếu người mà có được cái này á, thì người đó mới là thiện tri thức, có chánh tri kiến. Thì đầu tiên Đức Phật nêu lên đó là những cái tiêu chuẩn thuộc về thuận hạnh của một vị thiện tri thức có chánh tri kiến. Thứ nhất là vị ấy tâm không trụ tướng. Không trụ tướng tức là tâm không còn chấp vào tướng mà khởi niệm phân biệt, rồi sanh yêu ghét vì các tướng của thế gian này, thì nó đâu có thật đâu, phải không? Nếu mà còn trụ tướng thì đâu có phải là cái người phàm phu chay như mình rồi, đâu có gì là tướng thật. Đó chỉ là, nếu mà còn tâm còn trụ tướng như thì đó là những người phàm phu chay rồi. Thì nếu mà người tu mà còn tâm mà còn trụ tướng như thế, thì vị ấy có tu mà còn tâm còn trụ tướng thì người ấy cũng chỉ là cầu phước báo ở cõi nhân thiên mà thôi. Các vị thấy rõ ràng không? Nếu phàm phu chay của mình còn trụ tướng thì người bình thường không tu thì do trụ tướng nên sanh yêu ghét mừng giận thương lo, rồi tham sân si khởi, thì sẽ rơi tạo nghiệp bất thiện, thì sẽ rơi. Còn cái người trăm tâm còn trụ tướng nhưng mà biết tu, nhưng mà họ tu thì vì họ còn trụ tướng cho nên họ chỉ tu trong cái phạm vi nhân thiên phước báo, phải không? Chứ còn không phải ở quả người quả trời mà thôi. Đó không phải là tiêu chí của người cầu phát đại tâm, cầu vô thượng bồ đề. Cho nên Đức Phật mới nói là phải lựa cái người nào tâm không còn trụ tướng là tiêu chuẩn thứ nhất.
thì cái người đó là một tiêu chuẩn trong những cái tiêu chuẩn để đánh giá người đó có chánh tri kiến hay không. Phải không? Cái việc thứ hai của không trụ tướng thì cái việc tri thức đó hợp mới là hợp với bộ. Cái việc thứ hai mà khiến thứ nhất là trụ tướng thì chỉ là con đường tu, chỉ là cầu nhân thiên phước báo. Còn cái việc thứ hai nữa của việc mà tiêu chuẩn không trụ tướng nữa, làm vị thiện tri thức thì nó mới hợp với cái chánh kiến của Bồ Tát Đại Thừa. Vì Bồ Tát vào các cõi nước mà độ sanh á, phải không? Vì Bồ Tát mà vào các cõi nước để độ sanh á, thì các ngài vẫn ở trong cái cõi này, cũng sinh hoạt cũng giống như mình hết, nhưng mà tâm không phân biệt thân sơ nghèo hay là nghèo thân sơ hay là không trụ tướng để hóa độ. Cái vị thiện tri thức trở ở trong cái cõi này, nhiều khi các vị Bồ Tát họ trở về cõi này và họ sống như con người của bình thường giống như mình, nhưng qua cái cách hành xử của họ thì họ không trụ tướng, thì tất cả những cái người tới với các vị Bồ Tát để học hỏi thì không, họ không có tâm phân biệt thân sơ nghèo giàu hay là chỉ thuần một cái tâm từ bi bình đẳng. Vì không trụ tướng nên mới đưa ra được cái bình đẳng. Thì đó, cái bình đẳng và mới có được cái tâm bình đẳng và không trụ tướng cho nên mới khởi sanh cái từ bi đối với tất cả mọi loài, đối với tất cả các mọi tất cả mọi đối tượng mà hóa độ, mà hướng dẫn, mà dạy bảo. Cho nên thì đó, từ bi bình đẳng là hai đặc tính của Bồ Tát. Mà hai đặc tính này có được là nhờ tâm không trụ tướng. Cho nên nếu mình thấy cái người nào mà mình chọn làm vị thiện tri thức có chánh tri kiến thì phải thể hiện ra là cái người đó không trụ tướng, thì người đó mới thật là Bồ Tát, người đó mới thật là chánh tri kiến. Thì vì có như vậy thì mới nó mới hợp với là cái hạnh của một vị Bồ Tát hướng dẫn cho mình. Cho nên cái người tâm không trụ tướng phải chọn cái người là tâm không trụ tướng, phải không? Mới người từ bi và bình đẳng, đối xử một cách bình đẳng từ bi, thì cái tâm họ không trụ tướng thì họ mới làm được cái từ bi bình đẳng. Đó là cái tâm của Bồ Tát, phải không? Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai nữa là đó là đang giải thích về tại sao phải chọn người tâm không trụ tướng ha. Còn cái thứ hai nữa là vị thiện tri thức ấy phải xa lìa cảnh giới của nhị thừa là thanh văn duyên giác. Tại sao? Vì tại sao phải không chọn những người có chánh tri kiến mà chánh tri kiến của nhị thừa là thanh văn duyên giác? Vì các ngài thấy, các ngài thanh văn duyên giác, tuy các ngài á, thấy được tất cả các pháp là duyên hợp giả có, là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Vì thấy tất cả các pháp là do nhân duyên sanh cho nên mới gọi là các ngài là duyên giác. Nhưng mà tất cả các pháp đều là không, nhưng mà vì thấy tất cả các pháp đều là không như vậy rồi đó, thì các ngài không còn vướng chấp vào cái tánh duyên sanh, không còn, các ngài duyên giác không còn vướng chấp vào các tướng nữa. Đây là nó cao hơn ở trước, không chấp vào các tướng của các pháp nữa. Nhưng mà vì các ngài thấy các tướng là giả là huyễn, chúng sanh cũng là giả là huyễn, mà chưa thấy được cái thể tánh viên giác sẵn có, cho nên các ngài chỉ biết được tất cả các pháp là tướng của nó là không. Nhưng cho nên rồi cũng sẽ đi tới cái sự tướng không, duyên hợp giả có, sẽ đi tới sự hòa diệt. Cho nên các ngài chán, không muốn ở trong thế gian này, và các ngài thường thích ở những nơi tịch tịnh, hay là đến khi mà chứng quả rồi thì các ngài lại muốn ở trong cái cảnh niết bàn, an hưởng, trụ trong cái niết bàn để an hưởng cái an lạc của niết bàn mà thôi. Thì đó cũng không phải là, đó cũng không phải là cái đại tâm của người cầu thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh. Cho nên không chọn các vị thanh văn duyên giác để là làm vị chánh tri kiến, vị thiện tri thức để hướng dẫn cho mình trở về với thể tánh viên giác. Chúng tôi đang nói ở chỗ này là chọn cái người chánh tri kiến để trở về với viên giác,
thì không chọn thanh văn duyên giác nghe. Nhưng mà nếu những người nào muốn tu chứng tới quả vị A-la-hán, giải thoát sanh tử, phận đoạn sanh tử luân hồi, thì các ngài cũng là số một, phải không? À, nhưng vì ở đây đang tư tưởng của kinh viên giác là trở về cái tánh viên giác, tức là cái Phật tánh, thì không chọn. Thì không chọn các ngài. Mà những người nào mà tu chỉ muốn chứng A-la-hán, thì đương nhiên các ngài là những vị thiền tri thức, những vị chánh tri kiến đưa mình tới đó. Còn ở đây đang trên tư tưởng của viên giác thì không, thì đưa ra là không chọn. Rồi cái tiếp theo ha, tuy hiện ở trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh, thì hiện các điều lỗi lầm và vẫn tán thán phạm hạnh, không khiến chúng sanh vào bất luật nghi. Thì ở đây Đức Phật lại nêu lên hai cái tiêu chuẩn của một vị thiện tri thức, một vị có chánh tri kiến. Nhưng mà hai cái tiêu chuẩn này nó thuộc về nghịch hạnh. Bồ Tát nghịch hạnh, các vị còn nhớ không? Lúc trước mình có học hai đó, Bồ Tát thuận hạnh, Bồ Tát nghịch hạnh đó. Thì thứ nhất, cái tiêu chuẩn thứ nhất là vị ấy ở trong trần nhưng không bị nhiễm trần, tức là ở trần lao nhưng tâm vẫn thanh tịnh. À, nhưng mà chúng ta là phàm phu ha. Bình thường mình là phàm phu thì sống trong trần lao thì hòa mình vào cảnh trần lao, có nghĩa là cái tâm còn tham đóng vào danh lợi khi chưa, đó là cái người chưa biết tu tập gì hết thì bị danh và lợi nó lôi kéo, nó trói buộc, cứ cuộc đời cứ chạy theo nó, chạy theo chúng, nên cuộc đời nó có biết bao xảy ra, biết bao sự thăng trầm, rồi biết hạnh phúc đau khổ rất là nhiều. Là người không có, chưa biết tu tập gì hết, khi mà mình có tỉnh ngộ ra một chút và biết cuối cùng mình cũng chẳng được giữ được cái gì á, thì tự nhiên mình thấy danh lợi á, mình mỏi mệt thì chán nản, thì khi đó mình lại bị cuốn hút vào, không chán nản vì thời gian qua mình đã bị cuốn hút vào cái danh cái lợi của thế gian, nó làm cho mình mệt mỏi, thì muốn thoát ra khỏi nó, cho nên muốn lại sống ẩn dật không màng danh lợi. Thì chúng ta thì thường á, cái người tu tập bình thường như mình thường hay rơi vào hai cái trạng thái đó, phải không? Một thì không biết gì hết, cứ sống với cái danh lợi rồi bị cái danh lợi nó làm cho đau khổ thăng trầm. Còn khi mà biết rồi thì trốn tránh trần. Mình thường hay bị rơi vào hai cái trạng thái như vậy. Nhưng mà các vị thiện tri thức ở đây á, thì là không giống như mình. Dù các ngài á, không trốn tránh mà cũng không bị danh lợi, cho nên mới nói là không như chúng mình thường hay bị rơi vào hai cái thái cực đoan như vậy. Nhưng mà các ngài thì dù thân ở trong trần lao vẫn làm tất cả mọi việc, thọ nhận ngũ dục của thế gian nhưng tâm vẫn như hư không. Các ngài chánh tri kiến, thiện tri thức thì họ không rơi vào hai cái trường hợp mà mình thường rơi vào. Bình thường rơi vào, cho nên họ là vẫn ở trong vẫn làm mọi việc, vẫn sống như bao nhiêu người khác ở trong thế gian, nhưng tâm của họ không vướng vào danh và lợi, ngũ dục của thế gian, và không có tham đắm, và họ cũng không trốn tránh. Họ không thốn đối với những cái ngũ dục ở ngoài đời, danh lợi ngoài đời, thì họ giống như là hư không. Đối với họ cũng giống hư không, không có ăn nhầm gì tới họ cả. Thì gặp thuận cũng không vui, mà gặp nghịch cảnh thì cũng không sân hận, luôn luôn là tâm thanh tịnh, và luôn được cái tâm trạng thái tâm an như vậy, nên các vị đâu có cần phải chạy trốn như cái trường hợp thứ hai mà tôi nêu ở trên đó, đâu cần chạy trốn đâu, phải không? Nếu mà đối với cái thuận đã không tham như hư không rồi, thì cái nghịch cũng không sân giận rồi, thì chạy trốn làm chi, cứ ở vậy, nó đâu có cái màn gì đâu. Người ta mới nói là những người đó cũng giống như là gió thổi qua cái màn lưới,
ví dụ gió thổi qua cái màng bằng 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 vải ha, hoặc là bằng mũ ly lông á, gió thổi qua thì nó cái gió nó đâu có xuyên qua được đâu. Còn những người này mà cái tâm an như vậy thì như cái lưới á, cái lưới á, mà gió thổi qua thì đâu có chướng ngại gì. Danh lợi thổi qua tâm của họ cũng giống như là gió thổi qua cái màn lưới, cái lưới có lỗ đó, đâu có vướng bận gì lại trong tâm của họ đâu. Cho nên họ không cần phải trốn tránh, phải không ạ? Không cần trốn tránh, vẫn sống giữa cõi cõi đời này, vẫn bình thường, vẫn bình thường. Rồi các vị thấy là có những người như vậy không ạ? Có không? Có phải không? Có, các vị cũng có thể mà, có thể làm được hết, có thể mà. Nhưng mà một người tiêu biểu nhất trong Thiền tông Việt Nam của mình là Ngài Trần Nhân Tông. À đây cũng nhắc lại một chút xíu cho nó thay đổi không khí một chút xíu cho nó vui vui tí, và các vị cũng biết. Các vị có biết cái tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo, Cư Trần Lạc Đạo ở nơi trần mà vẫn vui với cái đạo đó, của vua Trần Nhân Tông không? Có nghe có biết không ạ? À? Thì đây là một người mà thiền sư ở Việt Nam của mình, họ có được cái tâm thái như vậy. Và sau ngà vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đó thì có cái hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ, phải không? Thì cái Cư Trần Lạc Đạo này á, cái bài này là cái trái tim, tức là cái từ cái sự giác ngộ của ngài Trúc Lâm Đại Sĩ mà viết ra cho. Và cái nếu xét về đứng trên mặt mà văn học để nói á, thì đây là cái sáng, đây là một sáng tác bằng tiếng nôm đầu tiên, một sáng tác viết bằng chữ nôm đầu tiên, đầu tiên ở Việt Nam. Chữ nôm các vị biết chữ nôm là gì không? Có biết không ạ? À, có chữ nôm có nghĩa là kỳ xưa mình chưa có chữ viết ha, có người biết có người không. Chữ Hán, ví dụ chữ Hán ha, chữ Hán là ví dụ như chữ thọ nè ha, chữ thọ. Chữ thọ thì có cái từ Hán, mình mượn cái danh từ của Hán bên Trung Quốc á, là họ viết ra chữ thọ, cái chữ thọ đó. Nhưng mà khi mình mượn cái, mình sống mình mượn cái ngôn ngữ với là cái chữ viết của Trung Quốc để mình viết ra, nhưng mà đến khi cái thời gian mà có những từ Việt Nam mình xài, mình Trung Quốc không có. Ví dụ như thường á, các thầy hay ví dụ như là nhất mà chữ nôm hoặc là chữ Hán, thường các người tu sĩ trong Phật giáo hay biết nhiều, biết chữ nhiều, cho nên ví dụ như khi các thầy mà viết một cái sớ hay là một cái sớ để mà đọc một tụng kinh á, hay là đừng nói sớ, nói cầu an cầu siêu cho nó dễ đi, mà kỳ xưa không có chữ Việt Nam mình, mà cái bà đó Nguyễn Thị Mích, thì trong cái tiếng Mích, cái tên của bà, thì kỳ xưa mình hay cho các ông bà mình hay đặt những cái tên bình thường vậy, thì trong chữ Hán không có từ Mích, phải không? Không có từ Mích, cho nên á mà đọc tên người ta phải đọc tên cầu siêu hay cầu an, người ta phải đọc tên cho đúng chứ, phải không? Sẽ đúng thì khi đó thì các vị mới tạo ra một cái chữ nôm, có nghĩa là lấy một cái từ nó tương tương tự hay là cái nghĩa nó giống chữ Mích, rồi kèm thêm một cái từ nữa, thành ra tạo ra cũng viết bằng cái danh từ chữ cũng là chữ Hán, nhưng mà cái từ đó các vị lại đọc ra là từ Mích. Tôi ví dụ như vậy thôi, tôi ví dụ như vậy thôi không? Thì các vị học sẽ thấy, thì chữ nôm có nghĩa là cái từ mà người Việt Nam mình mượn cái từ Hán để chế tạo ra, để tạo ra một cái từ mới, mà cái từ mới đó chỉ có như là từ Mích nè, nên những cái danh từ mà không có thể vay mượn hoàn toàn có chữ Hán được. Mà nhất là kỳ xưa, cái tại vì kỳ xưa tôi học cái ông giáo sư Khuê, tôi nhớ thì vị thầy đó đó là dạy chữ Hán cổ và là chữ chữ nôm, thì tôi được học thì cái vị thầy đó là người ngoài đời, giáo sư của Đại học Tổng hợp ngoài đời khoa ngữ văn á, mời vô chùa vô lớp của tu sĩ để dạy á, thì ổng cắt nghĩa như vậy đó, là những cái từ mà thường kỳ xưa thì
chỉ có người tu sĩ là mới biết được. Thì thường á, mà đến khi cầu an cầu siêu mà những cái tên không mượn chứ, thì các vị đó mới sáng tạo ra một loại chữ nôm để viết, viết ra những cái tên mà không thể nào mượn. Chữ Thọ thì có chữ Thọ của, mà chữ Nguyễn Văn Thọ đi thì có chữ Thọ của chữ Hán, mà Nguyễn thì Mích thì cũng có chữ Mích, chữ Mích không có cái từ chữ Hán, cho nên các vị đó mới sáng tạo ra một cái chữ nôm, thành ra cái từ ngữ của người Việt Nam mình xài gọi là nôm, chữ nôm. Đại khái vậy. Thì trong cái văn mà của cái cư Trần Lạc Đạo này thì là một cái bản văn đầu tiên bằng chữ nôm đầu tiên của người Việt Nam mình, mà vua Trần Nhân Tông là cái người sáng tác. Thì tại vì ngài cũng là một vị thiền sư, mà bây giờ là gọi là cái người tổ sư của phái thiền của Việt Nam mình đó, thì mình cũng biết sơ qua một chút xíu. Thì trong cái cư Trần Lạc Đạo của ngài đó thì có thì của ngài đó thì gồm có là cái 10 hội tạo, thì trong 10 hội và kết quả kết luận lại của cái 10 hội mà ngài trình bày đó, thì ngài kết lại cái 10 hội đó qua một cái ý nghĩa của một cái bài kệ gọi là Cư Trần Lạc Đạo. Thì tôi đọc cho các vị đó, để các vị thấy là cái hồi nãy giờ mà tôi nói Bồ Tát đó là ở trong đời, mà cũng giống như là cái tâm của họ cũng giống như là gió thổi qua cái mạch lưới không vướng mắc cái gì hết đó. Thì trong cái cư Trần Lạc Đạo này nói lên được cái tạng, cái tâm thái đó nè. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Các vị thấy hay hả? Ngài đó, đây là kết thúc cái tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo của ngài, có 10 hội và ngài cái rõ ràng mình qua mình chưa tu chứng gì hết, nhưng mà mình đọc qua cái bài kệ này tự nhiên cái tâm mình cũng thấy nhẹ nhàng và thấy được cái chỗ chứng đắc chứng cái đắc pháp của ngài, nên ngài mới viết ra đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thì tôi nói đưa ra một chút xíu để minh họa cho cái ý ở trên đó, là Đức Phật dạy đó, phải tìm cái người đó không có vướng mắc cái gì hết. Thì tiêu chuẩn thứ hai của các vị thiền tri thức đó, là các điều, cái đó là tiêu chuẩn thứ nhất nè, là không vướng mắc với gì hết ha. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai á của các Bồ Tát mà nghịch hạnh á, thì các vị thị hiện những điều lỗi lầm, những điều lỗi lầm đó, nhưng mà vẫn tán thán phạm hạnh. Tức là việc làm của các ngài nhìn vô thì tôi thấy là lỗi, nhưng mà các bản thân các ngài là không khuyến khích những người học trò hay là người theo á là làm những cái hạnh như ngài, mà ngài phải ca ngợi cái hạnh tốt và khuyến khích những người làm cái hạnh tốt, và khuyến khích những người khác phải giữ giới luật chứ không phải xa rời được giới luật. Không chúng không khiến cho những người theo ngài làm những cái lỗi lầm của ngài, có một vì những cái lý do nào đó đặc biệt nào đó ngài phải thể hiện ra những cái lỗi lầm để đổ cho những người lỗi lầm, nhưng mà không khuyến khích những người khác làm theo ngài. Cho đó là như vậy thì các ngài để mà hóa độ hay nhiếp hóa những người mà ở trong những ví dụ như là ăn trộm hay là những người săn bắn như ngài đó, thì tuy làm những cái việc đó nhưng mà không khuyến khích những người. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rồi, thì Đức Phật đã dạy trong cái đoạn này, thì Đức Phật dạy cho mình chọn tiêu chuẩn hai cái vị mà hạng vị thiện tri thức đó, ở trên là thuận hạnh đó, thì rõ ràng rồi, còn ở dưới là nghịch hạnh đó. Thì theo đây là cá nhân bản thân của chúng tôi chỉ nói về cái suy nghĩ ha. Nếu mà để cho tôi chọn, để chọn trong nghịch hạnh với thuận hạnh, thì tôi chọn thuận hạnh, tôi không dám chọn nghịch hạnh. Tại vì sao? Cái điều mà khó xét đoán lắm, người ta thể hiện những cái hành động nó trái với cái luật nghi và trái với những cái coi như là những cái lỗi lầm, thì là mình sao mình có trí tuệ để mình xét được. Tôi thì thôi tôi cho chắc ấy.
nếu mà tôi theo tôi thì tôi chọn, tôi nói thiệt ý kiến cá nhân thôi, thì tôi chỉ chọn những cái gì thấy mắt thấy tai nghe và cho tôi thấy rõ ràng cái người đó thật sự là vị thiện trí sức, thật sự là vị có chánh kiến, sống đúng theo luật nghi, sống theo đúng theo cái mô phạm của một người, của một người thầy, thì tôi chọn. Còn cái người mà nghịch hạnh thì xin lỗi, tôi không có chọn. Tôi không chọn, nhưng mà tôi không đánh giá và không dám khinh. Tại vì cái trí tuệ mình chưa tới để mình xét họ là đúng hay sai. Thì tại vì sao không chọn? Là tại vì khó cho mình quá đi, khó mình xét. Nếu mình xét qua những cái nghịch hạnh như vậy, mà nếu mình có cái khả năng để mình xét người đó làm cái nghịch hạnh như vậy, nhưng mà thật sự họ là những vị thiện trí sức, nếu mình đã có trí tuệ và mình đánh giá được như vậy rồi, thì tự bản thân mình đi đã được rồi. Các vị hiểu ý tôi không? Nếu mà mình còn lu mơ, thấy họ có những cái nghịch hạnh, nhưng mà không biết là họ trúng hay sai, còn lờ mờ như vậy. Còn nếu mà mình thấy cái nghịch hạnh mà mình nói là họ chỉ thị hiện nghịch hạnh thôi, còn thật sự họ là vì chánh tri kiến, thì nếu mình đã nhận xét được ông thầy mình ở ngoài là nghịch hạnh, ở trong là chánh tri kiến, thì mình đã có trí tuệ rồi, thì mình chọn, phải không? Thì là để nếu mình không có trí tuệ cho nên mình mới chọn người để hướng dẫn mình. Còn mình đã có được cái trí trở lại nhận xét ông thầy mình rồi, thì còn chọn thầy để làm chi nữa. Và điểm thứ hai nữa là khó. Thôi thì mình cứ chọn những cái gì mắt thấy tai nghe và những cái hành động cử chỉ nó hợp với kinh, hợp với giới luật của Đức Phật, thì nó chắc chắn 100%, phải không? Thôi khỏi có lo, có sợ gì nữa hết, không có lọt được. Thôi mình thủ Phật là mình kém thì mình chọn vậy đi. Cái gì mình dễ thấy dễ nghe, đó là cái ý kiến của tôi thôi, đưa ra thôi. Còn các vị muốn chọn như thế nào các vị chọn, phải không? Đó, rồi cái tiếp nữa là vị thiện trí thức á. Các có ba bậc thiện trí thức à, và ở đây chúng tôi cũng xin nhắc với quý vị nữa là trong cái phân biệt để công thiện trí thức, thì như hồi nãy tôi thưa với các vị đó, thiện trí thức nó cũng có nhiều dạng, thì ở đây đưa ra ba dạng: giáo thọ thiện trí thức, đồng hạnh thiện trí thức và ngoại hộ thiện trí thức. Thì đồng hạnh á, giáo thọ là những người mô phạm, là hầu như là những người á, hình tướng hành động là nó có cái tiêu chuẩn đúng chuẩn mực của một vị là giáo thọ, nó sống đúng với là phong cách và giới luật và kinh sách của Đức Phật dạy. Còn đồng hạnh, như tôi thưa với quý vị, đồng hạnh trong này có thể là có hai: một là đồng hạnh với những người tốt, với những người giỏi; hai, đồng hạnh ở đây như hồi nãy là tôi nói là Bồ Tát nghịch hạnh đó, biểu lộ những cái hành động sai lầm, là những vị Bồ Tát nghịch hạnh, họ nghịch hạnh nhưng mà họ đồng hạnh với những người mà xấu để họ giáo hóa, thì gọi là thiện tri thức đồng hạnh. Thì cái vị trong cái đồng hạnh này nó có hai: nghịch và thuận ha. Còn ngoại hộ thiện tri thức có nghĩa là những người giúp đỡ cho cái người tu tập bằng vật chất, bằng hoàn cảnh, để ủng hộ cho người đó có phương tiện đầy đủ tu tập. Còn ở đây, thì chúng tôi xin thêm vài câu nữa cho nó hết cái phần này. Thì cái người mà ngoại hộ thiện tri thức là cái người thiện tri thức để hỗ trợ cho mình có một cái hoàn cảnh thuận tiện để cho mình tu tập, thì gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Ở đây thì Đức Phật muốn nói lên hai vị thiện tri thức: một là giáo thọ. Giáo thọ là hoàn toàn thể hiện cái thuận hạnh đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà sống. Còn cái đồng hạnh này thì chia ra hai như hồi nãy đó, thuận và nghịch. Thì cái bảo đảm nhất thì chọn cái thuận hạnh và cái giáo thọ hạnh, thì cái người đó
làm thiện tri thức, làm việc chánh tri kiến để hướng dẫn trên con đường tu tập của mình thì nó vững và nó chắc chắn hơn. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta nghỉ ở đây ha. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.